Nhận định bóng đá Sài Gòn với Hoàng Anh Gia Lai 19h15 phút ngày 17 tháng 1, V-League 2021. Sau một mùa hè nhiều biến động của cả hai đội, người hâm mộ đương nhiên đang rất tò mò diện mạo mới của cả hai đội sẽ là như thế nào. Cập nhật thông tin trước trận đấu, đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hai mùa giải gần đây Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn lép vế khi đối đầu Sài Gòn FC. Theo đó, 4 trận đối đầu Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải V-League 2019 và 2020, Sài Gòn FC đạt thành tích bất bại với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Hai lần gần đây làm khách trên sân của Sài Gòn, đội bóng phố núi toàn thua với tỷ số 1-3. Sân khách vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Hoàng Anh Gia Lai trên mọi đấu trường. Thống kê cho thấy, 13 trận xa nhà liên tiếp trước đây, Hoàng Anh Gia Lai không biết đến mùi chiến thắng. Lần gần nhất đội bóng phố núi giành 3 điểm khi thi đấu trên sân đối thủ ở V-League đã diễn ra từ tháng 10 năm 2019. Trong khi đó Sài Gòn FC lại luôn có được kết quả thuận lợi trên sân nhà. 17 trận gần đây thi đấu trên sân vận động thống nhất, đội bóng của huấn luyện viên Vũ Tiến Thành bất bại tới 16 lần với 10 chiến thắng và 6 trận hòa. Những thống kê trước giờ bóng lăn rõ ràng đều đang chống lại Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có lý do để tin tưởng vào một kết quả thuận lợi của đội bóng phố núi trong 90 phút tranh tài sắp tới. Loạt giao hữu trước thềm mùa giải, huấn luyện viên Piatek vẫn chủ yếu thử nghiệm đội hình, không sử dụng ngoại binh nên kết quả Hoàng Anh Gia Lai thu về chưa được như kỳ vọng. Nhưng ở trận đấu sắp tới, cả ba ngoại binh của Hoàng Anh Gia Lai là Memovic, Kim Jong Su và Brandao đều đã sẵn sàng. Cùng lứa cầu thủ đang ở độ tuổi sung mãn với những cái tên đã khẳng định được đẳng cấp như Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai hứa hẹn sẽ có màn ra quân thuận lợi ở mùa giải 2021. Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC ở mùa giải năm nay có quá nhiều biến động, lực lượng được thay máu gần như toàn bộ. Huấn luyện viên Vũ Tiến Thành dù đã rời vị trí chủ tịch để tập trung vào công tác huấn luyện cũng có hứa hẹn có thể làm tốt nhiệm vụ ngay từ đầu với 21 tân binh. Dự đoán tỷ số Sài Gòn 1-2 Hoàng Anh Gia Lai.